bông này bông thiệt bông giả ta, bông giả nha. Ba chi. Wow. Nhỏ. Này. Nó khác với cái cá ở trong suối tiên các bạn. Cá này nó to hơn mà vô là nó dứt liền, nó đớp ria liền á. Nhỏ. Cá vô dứt liền ria liền á. Wow. Cá này là cái gì anh? Wow. Dứt lia lìa vậy á. Nhột lắm hả? Wow. Đất nhột. Ở trong suối tiên hay là mấy cái chỗ mà ấy thì cá này nó nhỏ hơn bạn, cá này cá lớn quá ta. Cá này chắc bị đói rồi. Cái quán cà phê này là một cái quán cà phê nằm ở trên đường Lê Hồng Phong các bạn. Lê Hồng Phong của phường Tân Đông Hiệp, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương, phía trước của trường trung học cơ sở Đông Tân Đông Hiệp. Ủa chị, cái này cái gì mà cái gì ạ? Cô anh trai ở trên kia, ở trên số tiền đó cũng có cái mô hình này nè, nhưng mà cá con chút xíu ạ. Mà ở trong suối tiên á, em đưa cái chân xuống là nó giãn ra ngay, còn cá này cũng chua nó quất li lì hả? Sao? Cá con kia bỏ xuống tại vì do nhiều người nó dạng như là một cái hồ lớn tập thể, không có phân lô nhỏ như mình, thì bỏ xuống nó bị loãng. Bởi đi đông người đúng không? Thì trong suối tiên mà dám đông. Tại vì vô á là nó cứ mình đi vô động là nó bị tan, nó tan ra nó sợ. Mà con cá trong đó nó bằng chắc bằng 1/3 con cá này á, nhỏ xíu à. Nó như mà vậy nhập về nhưng mà kiểu như là nó không có sống ổn định hơn mình. Kiểu như cái con này là nó lớn lên. Nhưng mà chỉ cho ăn không? Dạ. Chỉ cho ăn không? Có chứ. Chỉ cho ăn. À. Mà ban ngày nó mới cho ăn, tối thì mới cho nó ăn. À. Ban ngày cho ăn là nó no. Trời, giúp cho nó đói nó chứ. Nó là nó cho cá nhiều quá đi rồi, không phải cá nhiều mà là cho người mình đi nhiều. Chỉ cần như anh đang ngồi vậy, bỏ chân xuống là nó bảo tan ra. À. Nó tan ra rồi, nó mới vô lại. Lấp lìa liền. Cá này nó bị đói rồi, nó giúp nó nhột lắm, cái vậy mới gọi là massage nè. Nhột đúng không anh? Đúng rồi. Nhột nhưng mà dễ thoải mái. Trời ơi, số tiền đâu có, nó đâu có, nó đâu rồi, nó bình đâu mà mình biết cảm giác đâu. Nhột. Chung họ thiết kế cũng khá là đẹp.
cá cỡ khá là lớn các bạn. Cái quán cà phê này nằm ngay chỗ cái trường trường cấp 2 luôn các bạn, trường cấp 2 Tân Đông Hiệp, cho nên là nó là rất là hấp dẫn các bạn học sinh vào đây giải trí nè, đặc biệt là mấy con cá này nó massage chân mình khá là thú vị, quá là thú vị. Coi lên trên này thì trên này như không khó sao. Đúng rồi, trên này thì chỉ đứng ngồi để ngắm cảnh thôi, ngắm cảnh xuống thôi chứ không có cá. Ủa ngon, ba phi nghe, ba phi cà phê ba phi. Đây là cái xe đạp khá là cổ điển này. Đây, huyền thoại, biểu hiện sắc đẹp Marian Moore. Ngọt. Cũng khá là thú vị các bạn. Ngon hơn chưa? Quá trời nó nói thăm. Khá là thú vị, nhưng mà ở đây review nước uống các bạn. Đây là một cái ly cacao nha, 50.000 một ly như thế này. Nói chung là khá ngon, nhưng mà cái giá 50.000 so với các bạn học sinh thì hơi cao. Ồ, cá nó kén cái nhột mà nghe sướng lắm bạn ơi, phê lắm. Nhột. Ok, nếu bạn có thời gian bạn vào đây mình để cho cá rỉa với massage chân luôn, cực kỳ cảm giác rất là thoải mái nha các bạn, rất tuyệt vời á. Cá này cá là cái rô mà nó rỉa massage như là điệu theo điệu nhạc luôn các bạn. Ok, xin cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị tiếp theo.